nhằm giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của bão số 1 tới sản xuất và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 17 tháng 7, tập đoàn thành lập các tổ công tác trực tiếp tới các vị trí xung yếu để chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ, tập trung rà soát, kịp thời điều chỉnh, củng cố, đảm bảo an toàn. Với độ cao gần 300 mét, do đó việc đảm bảo an toàn cho bãi thải Đông Cao Sơn được Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam xác định là một trong những địa điểm trọng tâm cần tập trung kiểm tra, rà soát. Ngoài gia cố hệ thống kè chắn, các đơn vị quản lý bãi thải cũng đã củng cố hệ thống thoát nước, bờ chắn, đê chắn các tầng thải, bố trí lực lượng, phương tiện, thường trực tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý các nguy cơ có thể xảy ra khi mưa lớn. Tại bãi thải Đông Cao Sơn thì chúng tôi đã bố trí 2 máy xúc ở 2 vị trí trọng điểm, một là vị trí cộng 120, hai là vị trí cộng 156. Ngoài ra thì chúng tôi còn bố trí thêm một máy gạt ở dưới chân bãi thải, mà khi có sự cố mà đất đá trôi lấp ra đường thì chúng tôi sẽ xử lý san gạt thông đường trong thời gian sớm nhất. Đối với các mỏ hầm lò, trong đó có công ty Than Thống Nhất, một trong những đơn vị hầm lò có lượng nước mỏ lớn nhất hiện nay, nhiệm vụ kiên quyết trong phòng chống bão số 1 là tập trung củng cố các hệ thống hầm bơm, trạm điện. Trong trường hợp có mưa lớn kéo dài, các trạm bơm phải đảm bảo năng lực bơm và tiêu thoát nước nhanh nhất, bảo vệ tối đa diện sản xuất. Đúng như cũng bảo dưỡng và duy trì lại cái hệ thống bơm và kiểm soát cái lượng nước ở trên mỏ để làm sao là giảm tối đa, bơm tối đa trên mặt bằng để giảm tối đa cái lượng nước chảy vào mỏ của thứ nhất mùa mưa bão. Và cái hệ thống bơm với máy phát cũng như là máy phát thì cũng sẵn sàng lượng nước lớn nhất dồn vào mỏ thì cũng có thể đáp ứng được. Hiện tại bây giờ nếu như cái mức của Thống Nhất nếu như mà sản xuất bình thường này thì chỉ cần 40% công suất của các bơm của Thống Nhất là đã có thể chịu được Thống Nhất sẵn sàng cho cái mùa mưa bão. Ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn cho sản xuất, các đơn vị ngành than cũng đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực tại các tuyến sông, suối, từ mỏ chảy ra, phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong phòng chống mưa bão nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bão số 1 cho các khu dân cư. Hiện tại thì tập đoàn đã thành lập hai cái đoàn của tập đoàn đi kiểm tra tình hình phòng chống, triển khai công tác phòng chống mưa bão của các đơn vị ở hai vùng miền Tây và miền Đông. Và trong quá trình kiểm tra cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị trực tiếp tại chỗ để tiến hành tăng cường thêm các cái biện pháp để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, trong phòng chống lại cái cơn bão số 1. Và từ giờ đến mai là công việc phòng chống mưa bão ở cơn bão số 1 vẫn tiếp tục được triển khai. Với việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão số 1 sẽ giúp TKV giảm thiểu thấp nhất các tác động của mưa bão tới sản xuất và không làm ảnh hưởng tới khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.